Trong cuộc sống sinh hoạt văn hóa của người Việt, chữ bao giờ cũng được treo ở nơi trang trọng nhất trong nhà. Thông qua đó, họ gửi gắm niềm mong ước những điều may mắn tốt đẹp, hay răn dạy con cháu trong gia đình biết giữ lễ nghĩa, phép tắc, gia phong. Treo chữ không chỉ mang tính chất đơn thuần là để chơi hay thưởng thức cái đẹp mang tính hội họa, mà còn là nơi gửi gắm tâm nguyện và mang tính triết lý sâu xa của người Việt nói riêng và người phương Đông nói chung. Việc mà duy trì cái phong tục này thì tôi cho là rất là hay, rất là quan trọng, bởi vì là nó là cái sự lan tỏa, sự tiếp nối của thế hệ này sang thế hệ khác, và đời cha, đời con, rồi đời cháu sau này mãi mãi nhớ về nó, để làm sao cái việc này nó không bao giờ bị mất đi, không bao giờ bị mai một cả, và mãi mãi trường tồn cùng với sự phát triển bền vững của dân tộc chúng ta. Thử pháp là nghệ thuật mang tính hình tượng hóa, thông qua việc dùng bút lông, mực nho để tạo nên những câu chữ với hiệu quả nghệ thuật. Những con chữ là nơi gửi gắm tâm nguyện và thể hiện những triết lý phương Đông mang đậm dấu ấn gia phong. Qua những bức thư pháp treo trong nhà mà đoán biết gia cảnh, cốt cách con người, một bức thư pháp được coi là trọng, quý giá cũng đồng nghĩa với việc thể hiện cái tầm, cái tâm của người cho chữ, thể hiện được sự thăng hoa trong tâm hồn cũng như cái thần của chữ. Truyền thống. Theo truyền thống thì chữ Hán được ưa thích nhất bởi nghĩa sâu xa của nó. Nhưng đến nay, chữ Nôm cũng rất thông dụng trong tục xin chữ, cho chữ. Và chữ Việt bằng nhiều thể chữ đã và đang được những người xin chữ, cho chữ thể hiện. Xin chữ đầu năm thì đây là một truyền thống rất là tốt đẹp của dân tộc, để mong muốn một năm thông thuận, được gặp nhiều may mắn. Đặc biệt là chữ thì là mang lại giá trị cao hơn về tinh thần, đấy là mang lại trí tuệ, mang lại sự thông thái, thông thuận, vạn sự hanh thông cho một năm mới. Thì đây là một cách để tôi đưa con tìm lại giá trị văn hóa dân tộc. Tôi luôn luôn là mong muốn. Đây là một điều rất là tốt của dân tộc, và có thể truyền bá cái văn hóa này đến các bạn trẻ. Các bạn trẻ có thể coi đây là một cách để mình thư giãn, là cách đầu tiên. Thứ hai là nâng cao trí tuệ. Và thứ ba là đưa vào trở thành một cái nếp sống. Và như vậy thì sẽ duy trì được cái văn hóa của dân tộc ta. Rất là tốt. Mong muốn là các bạn trẻ luôn luôn là trân trọng giá trị của văn hóa dân tộc. Không phân biệt tuổi tác, ngành nghề, người đi xin chữ luôn muốn những ước vọng tốt đẹp cho một năm mới hạnh phúc, bình an, được lồng trong những nét mực uyển chuyển. Chính bởi vậy, mỗi chữ hiện ra dưới tay các thầy đồ không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật thư pháp, mà còn bộc lộ tấm lòng, tính cách, tâm hồn và cả sự sáng tạo của mỗi người. Trong cuộc sống xã hội hiện đại, cùng sự du nhập của nhiều nền văn hóa khác, tưởng chừng dễ khiến con người ta lãng quên đi những giá trị xưa cũ. Nhưng không phải vậy. Tục xin chữ đầu năm hay những vốn quý mà ông cha đã để lại chính là quá khứ, chính là nguồn cội của dân tộc mà các thế hệ con cháu vẫn đang từng ngày trân trọng và gìn giữ. Với những nét phát triển rất trầm lặng, nhưng mạnh mẽ, đã chứng tỏ sức sống mãnh liệt của tục xin chữ đầu năm mới của dân tộc Việt Nam. Nét đẹp văn hóa cổ truyền này vẫn sẽ tồn tại bằng chính nội lực của mình, bất chấp sự ồn ào của một nền kinh tế thị trường đang lan sâu vào đời sống văn hóa của mọi người dân.